Bộ phim Hàn Quốc đang làm mưa gió trên khắp châu Á, trong đó có Việt Nam, nhưng lại đang bị coi là làm đau lòng các con lai Hàn bị bỏ rơi ở Việt Nam bởi những người cha là binh sĩ Triều Tiên. Nhiều người trẻ cũng như các nghệ sĩ nổi tiếng ở trong nước thậm chí còn ghép ảnh của mình trong các bộ quân phục xuất hiện trong bộ phim nhờ một phần mềm ứng dụng đặc biệt. Chính vì điều này, ông Trần Văn Ti, 45 tuổi, một người tự nhận là con rơi Hàn ở Việt Nam, nói nó đã gợi lại nỗi đau của gia đình ông. Khi mà tôi vào cái nội dung của bộ phim đó thì tôi cảm thấy rằng nỗi hận. Tôi hận chính mình không làm được, không lên tiếng được, không tranh đấu được. Những người mẹ chúng tôi mang trong người mình một cái nỗi đau, một cái nỗi hận lớn. Nhưng mà cả một cái dân tộc Việt Nam họ không biết gì hết. Ông Ti nói thêm rằng bộ phim được hư cấu quá nhiều để đưa vào thị trường Việt Nam và theo lời ông để xóa mờ đi lớp trẻ nhân dân Việt Nam. Trong khi đó, báo chí trong nước dẫn lời nhiều người xem bộ phim nói về đề tài quân nhân, tình yêu nước và tinh thần trách nhiệm, rằng khán giả đang thưởng thức một món ăn giải trí đơn thuần, đừng ép họ phải trở thành cuốn bách khoa toàn thư am hiểu tường tận từ quá khứ tới hiện tại. Trái lại, cũng có người nói rằng không thể coi quân phục như chuyện đùa và phải hành xử đúng đắn để đỡ làm tổn thương nạn nhân chiến tranh.